Tuần vàng hốt bạc tháng 8 âm lịch 2024, tuổi Canh Tý sinh năm 1960, biết được thiên cơ, gặp thời đổi vận, hưởng lộc trời ban, vận số giàu sang, trúng số độc đắc, tiền chất như núi, giàu có hết phần thiên hạ. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Canh Tý sinh năm 1960 thân mến, theo luận giải mới nhất của giới tiên tri, con giáp tuổi Canh Tý sinh năm 1960 từ khi sinh thời, dù chăm chỉ tốt bụng, nhưng đã chịu không ít khó khăn, khổ nạn, người dùi kẻ dập, người khinh kẻ ghét. Nhưng bước sang tuổi 65 chính là thời khắc định mệnh đón nhận đại phú từ thiên thời, làm gì cũng thành công, tha hồ hưởng tài, hưởng lộc, buôn bán phát đạt, làm ăn thắng lợi. Đặc biệt mới đây, thầy tử vi hàng đầu phương Đông tiết lộ, trong tháng 8 âm lịch năm 2024, tiền tài sẽ ồ ạt trút xuống nhà của con giáp tuổi Canh Tý. Nhưng với điều kiện con giáp này biết đúng cách để nắm bắt nó, nếu quý khán giả hữu duyên xem được video này, nghĩa là thiên cơ đã hiện rõ ở trước mắt. Vậy, vận trình tháng 8 âm lịch 2024 của người tuổi Canh Tý sẽ diễn biến ra sao? Bản mệnh cần làm gì để đón nhận cơ may và đổi đời sang trang mới? Thì xin mời quý khán giả hãy cùng chú ý theo dõi. Đầu tiên, xét cung mệnh cuộc đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 mệnh thổ, bích thượng thổ, có nghĩa là đất trên vách. Những người sinh năm Canh Tý có can canh thuộc hành kim, chi tý thuộc hành thủy. Mà kim sinh thủy trong ngũ hành nên những người sinh năm này có một nền tảng căn cơ phúc đức cao dày, bởi vậy họ thường có thành công lớn trong cuộc sống. Theo tử vi, tính cách người mệnh thổ rất chăm chỉ và thích sự ổn định. Nói riêng về mệnh bích thượng thổ thì đất tường nhà là dạng vật chất được tạo nên vì mục đích nhân sinh. Nó có đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng đến tính cách cơ bản của người thuộc mệnh bích thượng thổ. Bởi vậy, đặc trưng trong tính cách của người mệnh bích thượng thổ là sự ổn định, cân bằng trong tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc và việc gì cũng luôn làm theo những quy tắc nhất định. Trong suy nghĩ của những người mệnh này, họ luôn làm theo một khuôn phép có sẵn và với thái độ tự giác, vui vẻ. Nếu không làm theo những quy tắc ấy mà để phạm phải sai lầm, bản mệnh sẽ cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng. Hơn nữa, vì tường nhà là dạng đất rất cứng nên tâm lý của người mệnh này rất vững vàng và có lối suy nghĩ rõ ràng. Trong cuộc sống, người mệnh này thường có công việc ổn định, làm việc tốt, giàu tình thương và yêu ghét rất mạch lạc. Những người mệnh này có tố chất rất cứng rắn. Sự kiên cường, can đảm của họ đến mức cố thủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Chính vì nhiệm vụ của đất tường nhà là để bảo vệ an toàn cho con người nên những người mệnh bích thượng thổ luôn sống cống hiến hết mình, nghĩ cho lợi ích của người khác một cách không biết mệt mỏi. Và để làm được điều đó, bản mệnh thường xuyên rèn luyện, trau dồi bản thân không ngừng. Cả hai tuổi canh, tân của mệnh bích thượng thổ vì có sao lộc tồn chiếu mệnh nên luôn siêng năng làm việc, phấn đấu hết mình vì công danh, tài lộc. Vì bích thượng thổ ở thể cứng nên trong chuyện tình cảm, bản mệnh không đánh mất cá tính, màu sắc của bản thân. Bản chất của họ là tính nghiêm túc, đạo mạo. Nam mệnh thường phong độ, quân tử, nghĩa khí, còn nữ mệnh thì hiền thục, đoan trang. Do tính cách cứng rắn, vững vàng nên khi yêu, họ thường dùng những kiểu câu như hãy, chớ, đừng, không được, được, khiến nửa kia cảm thấy họ là người khô khan, ít cảm xúc, cứng nhắc. Song ưu điểm của mệnh này là họ rất nghiêm túc, chung thủy và trọng lời hứa với người mình yêu thương. Tuổi Canh Tý khá đào hoa, nhưng nạp âm thuộc hành thổ, can năm thuộc hành kim nên vận đào hoa của họ có sự biến hóa, chuyển thành cái duyên buôn bán, kinh doanh hoặc khả năng nghệ thuật, nói chuyện thu hút, giao tiếp khéo léo, quan hệ rộng rãi với mọi người. Những điều này khác xa với kiểu đào hoa sa đọa, nặng vật chất và tửu sắc. Theo lá số tử vi cho thấy, người tuổi Canh Tý mệnh thổ là người thời nhỏ gặp nạn trung niên đủ ăn đồ mặc, thân nhàn tâm khổ, anh em vất vả, họ hàng lạnh nhạt, đều là tự mình làm lấy. Nam nữ tuổi này thường giỏi giang, đây là dạng chuột luôn tiến bộ, hướng tới thành công và rất thân tình. Họ sẽ cố gắng khám phá mọi thứ và tìm ra giá trị sử dụng của hầu hết những thứ họ gặp được. Họ hiểu biết toàn diện về cuộc sống, hoạt động và các hệ thống, làm cho nó hoạt động theo ý mình. Họ có tầm nhìn xa trông rộng và luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao và từ đâu ra, mặc dù họ khá tự cao tự đại.
nhưng vẫn biết chiều lòng và chu đáo với người khác, bởi họ luôn muốn tìm kiếm sự ủng hộ và ngưỡng mộ. Nhìn chung, Canh Tý là người rất linh hoạt, có khả năng tùy cơ ứng biến, nên có thể khắc phục nhiều khó khăn, trở ngại, dù có gặp nguy hiểm, nhưng cũng không hề sợ, mà quyết tâm tới cùng không bỏ cuộc. Họ bình tĩnh và tỉnh táo, có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa cũng như sự tinh tế, mẫn cảm trong chuyện làm ăn. Khó khăn chỉ khiến cho tài năng của bản mệnh càng thêm xuất chúng. Người sinh năm Canh Tý 1960 mệnh thổ, có ý chí quyết tâm vô cùng to lớn, chỉ cần họ định sẵn một con số về tiền bạc để phấn đấu. Dù có phải làm thế nào, họ cũng sẽ cố gắng đến cùng, không bao giờ bỏ cuộc, chắc chắn sẽ giàu có. Người này có tài kinh doanh, buôn bán, thích cả những thứ đẹp đẽ hoa lệ, song rất hay thay đổi, không kiên định, tiền vẫn phải vất vả bon chen, khó giành được thành công. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của người tuổi Canh Tý chính là luôn tiên phong, dẫn đầu. Họ cũng luôn muốn mình sẽ là người đứng đầu trong mọi cuộc chơi. Theo quan niệm của người phương Đông, thì chuột còn được coi là biểu tượng cho sự tích lũy và sức khỏe. Tiếp theo hãy cùng luận giải ý nghĩa dân gian của tháng 8 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tiết bạch lộ bắt đầu từ ngày mùng 7, mùng 8 tháng 9 và kết thúc vào ngày 23 tháng 9 dương lịch hàng năm, tức là khoảng tháng 8 âm lịch. Ngày đầu tiên diễn ra tiết khí này được gọi là ngày bạch lộ. Bạch lộ là thời điểm có độ chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm lớn nhất trong năm, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thời tiết. Bước vào tiết bạch lộ, trời đất bắt đầu xuất hiện sương mù, những hạt hơi nước, những hạt móc ngưng tụ vào ban đêm và sáng sớm. Sáng và đêm nhiệt độ giảm nhanh, khiến hơi nước ngưng tụ kết thành sương, đọng trên cỏ cây, nhà cửa, còn ban ngày vẫn có nắng nóng, thời tiết ấm áp. Sau tiết bạch lộ là tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm, ứng với quẻ phong địa quán, quẻ này có hai hào dương ở trên, bốn hào âm ở dưới. Hào dương tượng trưng cho quân tử, các bậc lão thành, hào âm tượng trưng cho tầng lớp thấp, người trẻ tuổi, người trên nêu gương mẫu mực cho kẻ dưới noi theo, ấy là một điều tốt. Hơn nữa, quẻ thượng là quẻ phong, quẻ hạ là quẻ địa, gió thổi trên mặt đất là tượng của đạo đức, lẽ phải, mẫu mực, nghĩa nhân, được lan truyền mọi nơi, quẻ này là một quẻ cát lợi. Tuy nhiên khí âm rất thịnh, nên sau tiết bạch lộ nhiều người cần đề phòng bệnh tật các chứng nhiễm lạnh, cảm phong hàn. Tiết bạch lộ rơi vào tháng 8 âm lịch là tháng Dậu, tháng mùa thu có kim khí cực dượng, nên những người sinh tháng này, trời phú cho khí chất cứng cỏi, kiên cường, quả quyết dứt khoát, ý nghĩa thông minh và đoan chính, nhiều người có dung mạo tú lệ, khôi dĩ và tuấn tú. Đối với những người có đặc điểm mệnh lý khuyết kim, khí cần có kim bổ trợ để cân bằng ngũ hành trong tứ trụ, vì đây là khoảng thời gian dưỡng vận, nhờ được bổ kim, nên họ sẽ có ổn định về sức khỏe, vững vàng về tâm lý, trí tuệ thông thái, mẫn tiệp, hành động quyết đoán, sự nghiệp thuận lợi, công danh tài lộc đều có thu hoạch tốt. Tâm tình đối với con người đặc biệt quan trọng, vì lẽ đó mà tiết bạch lộ là thời điểm tu tâm dưỡng tính cực kỳ thuận lợi. Nhà Phật cho rằng, dưỡng sinh trong tiết bạch lộ chính là nuôi dưỡng tinh thần, từ đó cải thiện sức khỏe. Mùa thu thường khiến tâm trạng của con người ta buồn rầu. Thế nhưng đây cũng là mùa thu hoạch, cảnh sắc lãng mạn khi tới mùa thay lá trong sắc vàng thu, cần hướng tới thưởng thức phong vị mùa thu hơn là suy nghĩ. Đông tàng thì tâm tính ôn hòa, thu lại thần khí, nên duy trì thái độ tích cực là cơ sở để chiến thắng tâm lý bi quan. Đồng thời vấn đề ẩm thực, rèn luyện cần chú trọng hơn thì hiệu quả dưỡng sinh sẽ cao hơn. Trong những ngày thu của tiết bạch lộ, hãy tích cực cho ánh sáng tự nhiên chiếu rọi vào nhà, có thể tăng cường tinh thần tích cực, tiêu trừ cảm giác hậm hực, ngột ngạt u buồn. Khi tâm tình buồn lo, hãy nhấp một chút cà phê hoặc trà nóng, ăn chuối tiêu, bạc hà để hưng phấn hệ thần kinh, xua tan cảm giác đau lòng. Mùa thu cũng là thời điểm âm thịnh dương suy, cơ thể cần được cung cấp chất dinh dưỡng từ các loại thịt, đậu, đồ ngọt cũng có tác dụng làm tăng lượng đường trong máu, kích thích sức sống giảm bớt u buồn. Ngoài ra vitamin B cũng có thể điều tiết tinh thần, thường xuyên ra ngoài tận hưởng không khí trong lành thoáng đãng cũng là cách dưỡng sinh phù hợp trong tiết bạch lộ. Các hoạt động như tản bộ, chạy bộ, chơi thể thao, tập thể dục không chỉ tăng cường sức khỏe mà còn giúp tinh thần phấn chấn, sung mãn, giải phóng năng lượng, thả lỏng tinh thần, nghe các bản nhạc thiền hoặc nhạc du dương có tác dụng an tâm, tỉnh thần, hun đúc tình cảm tích cực trong con người.
Thời điểm buồn bực hãy thả lỏng và nghe một khúc nhạc tự nhiên, bao nhiêu tiêu cực sẽ bay đi hết, tâm hồn lắng lại bình an hơn. Đây cũng là một cách dưỡng sinh trong tiết bạch lộ rất tốt. Dựa theo góc độ dưỡng sinh trong tiết bạch lộ, qua tiết bạch lộ thì táo khí sẽ dần thịnh lên, táo sẽ tổn thương phổi. Lúc này nên ăn nhiều thức ăn tư âm nhuận phế như lê, nhãn, hoa bách hợp, mía ngọt, khoai sọ, củ cải trắng, nấm tuyết. Ngoài ra, vào tiết bạch lộ cũng thích hợp ăn cháo, nấu cháo hay gạo nếp với các nguyên liệu có thể kiện tỳ dị, bổ trung khí, phòng thu táo. Các món như hạt sen hầm với hoa bách hợp, súp nấm tuyết cầu kỳ hạt sen táo tàu, cháo củ ấu với nhân ý dĩ, vân vân đều rất thích hợp. Vậy tử vi tuổi Canh Tý trong tháng 8 âm lịch biến động như thế nào, vận trình thay đổi ra sao? Mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường tử vi luận giải ngay sau đây. Xét về phương diện sự nghiệp, tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Xem tử vi tháng 8 âm lịch năm 2024 của tuổi Canh Tý, con đường sự nghiệp được lâm quan trợ sức, phúc tinh cao chiếu, quý nhân phù trợ, thăng tiến cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Con giáp này khá chủ động xử lý những vấn đề còn tồn đọng trước kia, giải quyết được những chuyện khiến cấp trên không khỏi đau đầu trước đó. Thành quả thu về cho con giáp với Canh Tý nhận được đánh giá khá tốt từ phía lãnh đạo. Thiên đức các tinh sẽ luôn ở bên hỗ trợ, giúp cho con giáp này nhanh chóng thoát khỏi trở ngại phía trước. Tất nhiên năng lực cá nhân của bạn vẫn là yếu tố then chốt, bởi tỷ kiên khẳng định rõ lập trường của con giáp này, làm gì cũng quyết đoán và dứt khoát vô cùng. Có thể ban đầu bản mệnh vấp phải một số sự ngăn cản chỉ trích, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. Bằng thành quả mình gặt hái được, tuổi Canh Tý chứng minh cho tất cả mọi người không còn nghi ngờ gì về năng lực của bản thân nữa. Thêm vào đó, ảnh hưởng tiêu cực của cục diện tương phá, dấu hiệu kẻ tiểu nhân xuất hiện đã quá rõ ràng. Con giáp này cần phải cẩn thận với những đối tượng tiếp cận với mình, càng là những kẻ nói lời hay ý đẹp thì lại càng dễ đâm sau lưng bạn. Tốt nhất hãy tập trung làm cho tốt các nhiệm vụ của mình, tránh lo chuyện bao đồng, tránh hành xử thiếu suy nghĩ, đắc tội với người khác lúc nào không hay. Khi trong tập thể đang xây sát vấn đề lục đục nội bộ, bạn cũng cần hành xử một cách lý trí, không nên đề cao ý kiến bản thân, hạ thấp quan điểm của mọi người. Hãy học cách nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau, bạn sẽ nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết phù hợp cho công việc. Xét về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuổi Canh Tý về mặt tài lộc tháng 8 nhắc nhở con giáp này cần phải chi tiêu tiết kiệm thận trọng khi đưa ra những quyết định lớn có liên quan tới tiền bạc, bởi có thể tiền từ túi bạn đi ra nhưng sẽ chẳng thể quay trở về. Bản mệnh trong thời điểm này sống khá lý trí, nhưng con người ai cũng có thể mắc sai lầm, đừng chủ quan mà lúc giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã quá muộn màng. Âm sắc hung tinh cho thấy dấu hiệu gian trá, lừa lọc trong lời nói của những người xung quanh bạn, không phải tất cả mọi người đều đáng nghi. Song bản mệnh nên lưu tâm khi có người hỏi vay mượn tiền bạc, để tránh vừa mất tiền lại mất cả tình. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó, đừng ngại tìm hiểu và cũng đừng ngại nói lời từ chối khi cần. Hãy học cách nói không, nếu bạn không muốn mình lúc nào cũng bị người khác lợi dụng trong mục đích riêng của họ. Hãy luôn nhìn nhận rõ thực tế trước mắt cũng như năng lực của bản thân mình, đừng ham làm giàu nhanh, đừng ham thắng thế tới mức làm những hành vi trái pháp luật. Với người làm công ăn lương, có lẽ bạn phải tốn quá nhiều thời gian để giải quyết những rắc rối, nên các kế hoạch chưa tiến triển được nhanh như dự tính, việc lương thường dậm chân tại chỗ là điều đương nhiên. Tuy nhiên tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch cho thấy rằng tháng này vẫn có các tinh thiên đức chiếu mệnh, bạn có trách nhiệm với công việc được giao. Không ngừng học hỏi và hoàn thiện bản thân thì vẫn sẽ được lãnh đạo giao cho trọng trách là bàn đạp để thăng chức tăng lương. Xét về phương diện tình cảm, gia đạo, tuổi Canh Tý tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Phương diện tình cảm có lẽ là một trong những điểm sáng chú ý trong vận trình của người tuổi Canh Tý, nhờ các mối quan hệ vợ chồng đôi lứa tốt đẹp mà bạn không còn cảm thấy tiêu cực khi nghĩ về tương lai, thậm chí nhờ đó mà bạn tìm được động lực để tiến về phía trước. Các cặp vợ chồng được ngũ hành tương sinh khiến hai người càng thêm thấu hiểu nhau hơn. Tất nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi những lúc va chạm, song hai người không lấy đó làm buồn rầu hay oán trách nhau. Ngược lại, sau mỗi tranh cãi là mỗi một lần hai người hiểu thêm về nhau,
từ đó tự điều chỉnh hành vi của mình để trung hòa với đối phương. Nếu gặp phải khó khăn trong công việc, bạn nên tâm sự với người ấy để đôi bên cùng trao đổi và tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất. Thậm chí dù người ấy không thể đưa ra giải pháp cho bạn thì cũng sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu, bớt áp lực hơn. Với người còn độc thân, bạn có thể giới thiệu cho họ một vài đối tượng khá triển vọng. Hãy giữ thái độ tích cực khi tiếp xúc với mọi người để không bỏ lỡ các mối lương duyên một cách đáng tiếc. Mới đầu đôi bên có thể thấy hơi ngượng ngùng khi tiếp xúc với nhau, song nếu đã trò chuyện lâu, bạn sẽ cảm thấy những điểm hay điểm tốt của đối phương. Cuối cùng là phương diện sức khỏe. Tuổi Canh Tý, tháng 8 âm lịch năm 2024. Tháng 8 âm này tuổi Canh Tý không có nhiều vấn đề về sức khỏe. Về cơ bản bạn chỉ hay lo lắng và căng thẳng do công việc và tiền bạc, chứ không có bệnh tật gì nghiêm trọng. Con giáp này có lúc không cân bằng được cuộc sống của mình, dễ phiền não, ủ rũ vì những chuyện nhỏ nhặt không đâu, nên tự khiến tinh thần sa sút, trong người có cảm giác mỏi mệt, không được linh hoạt cho lắm. Nên tập thói quen suy nghĩ tích cực hơn, lạc quan hơn, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi, chứ đừng tự dằn vặt mình thêm nữa, hãy sống vui tươi và hướng về phía tương lai. Siêng luyện tập thể dục, thể thao vừa để giải tỏa căng thẳng, vừa giúp tăng sức đề kháng. Bên cạnh ấy, nếu sắp xếp được thời gian rảnh, bạn nên tham gia các hoạt động thể thao, các hoạt động tập thể. Những hoạt động này không chỉ giúp bạn cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn, cơ thể khỏe mạnh hơn, mà còn giúp bạn tạo thêm được các mối quan hệ xã giao, thậm chí gặp gỡ quý nhân của mình. Quý vị thân mến, mỗi tuần trong tháng lại có những biến động khác nhau, vậy nên ngay sau đây, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào phần luận giải chi tiết từng tuần trong tháng 8 âm lịch, để mệnh chủ tuổi Canh Tý có những kế hoạch phát triển phù hợp. Đầu tiên là tử vi tuần 1, tuổi Canh Tý, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo dõi tử vi tuần của 12 con giáp, tuổi Canh Tý được dự báo sẽ là một trong những con giáp may mắn tuần này. Những ngày này chỉ cần nắm bắt cơ hội tốt là có thể nhanh chóng thoát khỏi sự tầm thường, sự nghiệp nhảy vọt, phú quý tự nhiên tăng lên. Ngay từ đầu tuần, bản mệnh đã đạt được một vài thành công bước đầu, công việc đang tiến triển khá tốt. Nếu cứ tiếp tục đà này, thời gian tới bạn còn có thể đón một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp, đón nhiều điều bất ngờ trong đó thì sẽ giàu có. Tuy nhiên, những thành tích đó có thể khiến bạn trở nên kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Hãy chú ý hơn với cách hành xử của mình, nếu không bạn sẽ làm mất lòng nhiều người xung quanh, tự gây rắc rối cho bản thân. Phương diện tài chính cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, bạn tìm ra hướng đi mới nên dễ dàng thu hút thêm một lượng khách hàng mới tới với mình. Dù có thể hơi vất vả, song bạn vẫn có thể thu được một khoản tiền rủng rỉnh vào tay. Trên phương diện tình cảm, tuổi Canh Tý sẽ thích trêu chọc hay giận dỗi nửa kia để được chiều chuộng, vậy nhưng khi việc này thái quá và không đúng lúc, thì có thể gây ra tác dụng ngược, do đó bản mệnh nên quan sát một chút, kẻo gây ra hiểu nhầm không hay trong cách giao tiếp giữa hai người. Quý nhân, thân, tuất. Tiểu nhân, mão, ngọ. Màu sắc may mắn, trắng, vàng. Tử vi tuần 2, tuổi Canh Tý, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Trong tuần này người tuổi Canh Tý sẽ có những cú bứt phá rõ ràng, gặt hái không ít thành tựu bằng chính sự nỗ lực của bản thân. Tuy vẫn còn gặp phải một vài khó khăn và thách thức, song điều đó không khiến con giáp này nản lòng thoái chí. Nhờ trí thông minh và bản lĩnh của mình mà bản mệnh vẫn hoàn thành và có thể vươn lên, thậm chí trải qua thách thức, bạn còn khám phá thêm được khía cạnh chưa từng biết đến của bản thân. Không chỉ công việc, tình hình tài chính cũng có điểm sáng, nhất là vào thời điểm cuối tuần, bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác, nên đồng tiền nhanh chóng chảy vào túi. Thậm chí bạn còn được nhận tiền bằng những trò chơi thử thách vận may, điều mà không phải ai cũng may mắn có được. Con giáp này cũng được tận hưởng niềm hạnh phúc do tình yêu mang đến, mối quan hệ lứa đôi ngày càng bền chặt hơn. Bạn luôn được người ấy chăm sóc và quan tâm đến từng phương diện, khi gặp khó khăn đối phương cũng sẵn sàng ở bên để truyền động lực cho bạn. Tuy nhiên, hung tinh cũng nhắc nhở bạn chú ý chăm sóc sức khỏe của bản thân nhiều hơn trong giai đoạn bận rộn này. Nếu cảm thấy cơ thể mệt mỏi kiệt sức, có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải gác hết công việc lại ngay để đi khám chữa bệnh ngay lập tức. Trong tuần này có những thách thức bất ngờ xuất hiện, cũng là cơ hội để bản mệnh tuổi Canh Tý rèn luyện và tiến bộ hơn, thậm chí là chuyển bại thành thắng. Bởi vậy,
Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa, bạn cũng đừng có bi quan, vì những khó khăn trước mắt sẽ qua đi sớm thôi. Tình cảm trục trặc tương đối lên cao, do cô thần tìm đến, nửa kia mang đến cho bạn nhiều buồn phiền và những việc đau đầu. Lúc này bản mệnh cần nghiêm túc suy nghĩ về tương lai xem, người ấy có thực sự phù hợp với mình hay không. Tình yêu tươi đẹp nhưng trách nhiệm trong tình yêu thì không dễ chút nào. Quý nhân, Thìn, Hợi. Tiểu nhân, Mão, Tỵ. Màu sắc may mắn, đen, vàng. Tử vi tuần 3, tuổi Canh Tý, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Theo tử vi tuần mới, tuần thứ 3 này, vận trình của người tuổi Canh Tý là một trong những con giáp may mắn, đón nhận nhiều cơ hội để thăng tiến. Trong công việc mọi thứ đang trên đà phát triển đi lên. Với những ai đã có nền tảng tốt, họ có thể nhanh chóng vượt qua những thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bằng bằng tiến tới mục tiêu đã định. Vận khí khởi sắc giúp cho người tuổi Canh Tý gặt hái được nhiều thành công. Tuy nhiên bạn cần lưu ý rằng cơ hội chỉ dành cho những người đã chuẩn bị đầy đủ. Muôn việc đủ cá chỉ thiếu gió đông, đó mới là phương hướng đúng đắn để tận dụng tốt vận may trong tuần này. Chính sự thành công trong công việc giúp đường tài lộc của bạn cũng rộng mở. Người tuổi Canh Tý sở hữu sự nhạy bén, kinh doanh buôn bán thuận lợi, mọi chuyện suôn sẻ tới bất ngờ. Theo thời gian bản mệnh có thể tích lũy những thành tựu đáng ngưỡng mộ. Lưu ý nên biết chi tiêu vừa phải, không vì thu nhập gia tăng nhanh mà lãng phí tiền bạc, dễ tiêu hao vận tài lộc. Thêm vào đó tuần này sức khỏe không được tốt, cơ thể yếu nhược, ốm đau, bệnh tật. Nếu có bệnh thì bản mệnh nên đi khám sớm, tránh trường hợp bệnh quá lâu sẽ khó chữa trị. Vấn đề này nhất định không được chủ quan. Ở phương diện tình cảm, bạn cũng không nên quá mong đợi. Có thể bản mệnh tuổi Canh Tý gặp gỡ được một vài đối tượng khác giới, nhưng vẫn chưa rõ ràng mối quan hệ. Các cặp đôi nên quan tâm chia sẻ với nhau nhiều hơn, để cùng nhau thấu hiểu và cảm thông, tránh cảnh mỗi người một suy nghĩ, không biết nói cùng ai. Quý nhân, Dần, Thân. Tiểu nhân, Ngọ, Mùi. Màu sắc may mắn, trắng, tám. Tử vi tuần 4, tuổi Canh Tý, tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, người tuổi Canh Tý cần chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đối diện với những căng thẳng trong cuộc sống. Dù bạn đã ở vị trí vững chắc lại thêm sự táo bạo mà thương quan mang tới, nhưng cũng chính thương quan gây ra thị phi, rắc rối, bị người khác nhòm ngó. Bản mệnh tính cách mạnh mẽ thận trọng, biết cách xử lý mọi việc theo chiều hướng tích cực. Nhưng gặp quan tinh nóng nảy, có chút cậy quyền cậy thế, nên không tránh khỏi sự lôi thôi. Bản mệnh tập trung cho sự nghiệp, vận trình tài lộc ở mức độ trung bình, không quá xấu. Quan hệ xã giao gặp thực thần cứu giãn một chút cho tuổi này. Bạn có thể tận dụng sự quen biết giới thiệu từ bạn bè để bắt mối với những người có lợi cho công việc, giúp bạn giải quyết những rắc rối. Đừng từ chối bất cứ cơ hội nào, bởi biết đâu đó sẽ là bàn đạp để bản mệnh tiến xa hơn nữa. Sức khỏe vẫn ổn, nhưng có dấu hiệu của bệnh cảm cúm, viêm họng, sốt virus. Không nên chủ quan cho rằng bệnh sẽ tự khỏi khi thấy không khỏe. Bạn cần ngay lập tức điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho phù hợp, và tốt nhất là nên tới thăm khám bác sĩ để nhận được sự tư vấn chính xác, tránh mua thuốc tự uống. Quý nhân, Sửu, Thìn. Tiểu nhân, Mùi, Dậu. Màu sắc may mắn, vàng, xanh lam. Nhân sinh cảm ngộ. Nửa sau của cuộc đời, muốn tuổi già trôi qua êm đềm, chúng ta phải vượt qua 4 trở ngại khó khăn này. Trong mỗi giai đoạn của cuộc đời, tâm lý mỗi người cũng có những thay đổi khác nhau. Bởi vì đi qua mỗi chặng đường, chúng ta cũng đã trải qua nhiều chuyện. Lúc trẻ thường hành động lỗ mãng bốc đồng, nhưng khi có tuổi rồi thì mỗi hành động cũng như lời nói sẽ trở nên trầm ổn và trưởng thành hơn. Chỉ là ở mỗi độ tuổi khác nhau, chúng ta sẽ luôn gặp phải những sự việc khác nhau. Cứ mỗi 10 năm được tính là một chu kỳ. Độ tuổi 55 đến 65 được coi là thập niên bản lề quan trọng bậc nhất. Trong nửa sau của cuộc đời, muốn thời gian tuổi già trôi qua một cách êm đềm, chúng ta phải vượt qua 4 trở ngại khó khăn này. Trở ngại thứ nhất, nguy cơ về sự ra đi của người thân. Khi còn có cha mẹ thì ngôi nhà là nơi trú ẩn ấm áp. Sống đến 50, 60 tuổi mà vẫn có thể cùng ngồi trò chuyện, hòa hợp với cha mẹ thì đó chắc chắn là điều hạnh phúc nhất trên đời. Cha mẹ vẫn còn sống trên thế gian thì chúng ta vẫn còn nơi để về. Cha mẹ không còn thì
Nhà chỉ được gọi là cố hương bởi người chúng ta thương nhớ trong ngôi nhà đó đã không còn nữa. Chúng ta phải hiểu rằng sinh mệnh là thuận theo quy luật tự nhiên, không ai có thể thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Cha mẹ chúng ta tuổi tác ngày càng cao, rồi một ngày họ sẽ rời xa chúng ta. Cho nên, dù buồn thương đến mấy, chúng ta cũng cần chăm sóc thân thể bản thân mình cho tốt. Ở độ tuổi này, chúng ta sẽ phải trải qua nỗi mất mát khi cha mẹ cùng người thân, bạn bè rời xa. Khi đau buồn cũng là lúc chúng ta phải học cách buông bỏ và chấp nhận, sống trong hiện tại và trân trọng những người xung quanh. Trở ngại thứ hai, nguy cơ tiền bạc. Sau 50 tuổi, mỗi người đều nên có kế hoạch dự trù thu nhập cố định lúc tuổi già. Ở giai đoạn này, chúng ta thường phải chịu nhiều áp lực về kinh tế gia đình, việc học hành của con cái và các khoản vay thế chấp, đồng thời còn phải đối diện với vấn đề công việc cũng như sức khỏe. Lúc tuổi còn trẻ thì còn có thể lực và tinh thần để kiếm tiền, người đã đến tuổi trung niên, thân thể cũng bắt đầu suy yếu, có thể đảm bảo được thu nhập như trước, đối với bản thân mà nói thì đã trở thành bản lĩnh lớn nhất rồi. Ở độ tuổi này, chúng ta cũng sẽ phải đương đầu với vấn đề nợ nần và thất nghiệp. Loại nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến tình trạng tài chính cá nhân, hơn nữa còn ảnh hưởng tới cả vấn đề sức khỏe tinh thần. Những người trung niên ở độ tuổi 50 trở lên có thể thấy rằng thu nhập hàng tháng không thể đủ để trang trải hết các chi phí, dẫn đến căng thẳng về tài chính. Do áp lực tài chính, người trung niên có thể phải giảm thiểu chi tiêu cho giải trí, du lịch, và chất lượng cuộc sống cũng sẽ giảm sút. Các yếu tố như biến động kinh tế toàn cầu, đóng cửa các công ty nhỏ và sa thải ở các công ty lớn cũng sẽ làm tăng thêm áp lực tài chính đối với người trung niên. Ở độ tuổi này, nên xây dựng một kế hoạch tài chính chi tiết, bao gồm tiết kiệm, đầu tư và bảo hiểm để đối phó với những bất ổn trong tương lai. Một điều nữa là hãy kiểm soát chi tiêu hàng ngày một cách hợp lý và tránh những khoản tiêu dùng không cần thiết. Đặc biệt là trong lĩnh vực giải trí và hàng hóa xa xỉ, hãy tiết kiệm bất cứ thứ gì có thể. Trở ngại thứ ba, con cái trưởng thành và đi xa. Ở độ tuổi này, người thân cũng đã có cuộc sống riêng, những đứa trẻ ngày nào giờ cũng phải đối mặt với công việc, kết bạn, sẽ không còn nhiều thời gian bên chúng ta nữa. Đối với một số bậc cha mẹ, việc đột nhiên giảm thiểu liên lạc với con cái sẽ khiến bản thân cảm thấy rất khó chịu và có phần chưa thích ứng kịp. Họ đương nhiên sẽ cảm thấy buồn chán, cô độc và khó chịu. Nhưng thân làm cha mẹ, chúng ta cũng phải học cách chấp nhận sự thật rằng con cái đang trưởng thành, học cách buông tay để chúng có cuộc sống riêng của mình. Chúng ta cũng từng là đứa trẻ rồi trưởng thành mà đi tới tuổi này, cũng biết trẻ cần có không gian để bắt đầu cuộc sống độc lập và kiểm soát thời gian rảnh. Vai trò của cha mẹ lúc này là nhìn theo sự trưởng thành của con cái từ phía sau. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, chỉ khi học cách buông tay thì con bạn mới có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Trở ngại thứ tư, nguy cơ về sức khỏe. Thân thể là vốn liếng sự nghiệp, thế nhưng theo tuổi tác tăng dần, chúng ta cũng già đi, sức khỏe thể chất cũng ngày một suy giảm. Ở tuổi này thì thân thể không còn khỏe mạnh cường tráng như lúc trẻ nữa, các loại vấn đề về sức khỏe cũng cứ theo nhau mà đến. Những di chứng do tuổi trẻ làm việc với cường độ cao để lại sẽ lần lượt xuất hiện như bệnh huyết áp, tiểu đường, loãng xương. Tất cả đều cần chúng ta coi trọng và chăm sóc tốt bản thân. Để có chất lượng cuộc sống trong những năm cuối đời, chúng ta phải chăm sóc tốt thân thể chính mình. Chọn lựa lối sống lành mạnh hơn, bỏ những thói quen xấu và chú ý đến chế độ ăn uống cũng như tập thể dục. Từ 55 đến 65 tuổi, trong 10 năm này chúng ta sẽ phải đối mặt với những vấn đề và thử thách khác nhau. Cuộc sống sẽ có khó khăn, vất vả, nhưng chúng ta phải học cách vận dụng những kinh nghiệm trải qua trong nửa đời trước để chấp nhận thực tế, giải quyết những khó khăn ở hiện tại, giúp cho bản thân ngày một mạnh mẽ hơn. Khó khăn không thể vượt qua được gọi là rào cản, vượt qua được rồi thì chúng chỉ là ngưỡng cửa mà thôi. Chỉ cần chúng ta duy trì thái độ tích cực thì việc vượt qua vô số khổ nạn trong đời không phải là điều gì khó làm. Hy vọng người đang ở độ tuổi trung niên có thể dễ dàng vượt qua được bốn thứ trở ngại này và sống nửa đời sau một cách an nhiên tự tại. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 8 âm lịch năm Giáp Thìn 2024 của người tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội.
Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.